Thì bữa cơm hôm nay Vân cũng đã làm xong rồi nha. Mời các bạn và mời tất cả các bạn cùng ăn với mẹ con Vân nha. Con chào cô chú đi. Xin chào cô. Lớn xin rồi. Chào cô chú. Xin chào các bạn. Mẹ cô chú ăn cơm, mẹ các bạn ăn cơm. Mẹ các bạn ý cô chú, mẹ cô chú ý các bạn ăn ý cơm nha. Rồi. Bắt đầu ăn thôi mọi người ơi. Thì hôm nay mình chiên cá, rau muống luộc, rau sống, cà pháo, trái cây. Đây là muối Tây Ninh nha. Đây. Thì hôm nay là cà pháo chấm mắm tôm. Cá cũng có, mà rau muống cũng có thể chấm mắm tôm. Canh nước luộc, canh rau muống, bỏ cà chua vô dầm vậy thôi. Ăn vậy thôi nha cả nhà. Trời ơi, muốn nước mà nó trốn dưới đó. Rồi mình lấy cho tô trước nha. Lấy cá cho tô. Cá chiên. Cái miệng. Cái đây giờ. Đây, cá cho tô. Ok ok, con lên đây. Rồi con ăn gì nữa? Con ăn xì qua. Xì qua lát nữa. Ăn cơm với xì qua hả? Ăn cơm với xì qua hả? Ừ. Ăn cơm thì cũng được đó.
Ở quê mẹ là ăn cơm dưa hấu là ăn cơm được đó. Bây giờ ăn gì cơ? Mà không, ăn cơm xong đi rồi mẹ cho. Ừ, cháo canh, có canh nữa con khoái ăn đó. Lấy nó cho con ăn. Ăn cơm xong mẹ cho uống canh nha. Trời, tụi nó thích uống canh lắm cô chú ơi. Nhìn thấy canh là thôi, ghiền lắm. Nhìn thấy canh là ham lắm. Rất là thích uống canh luôn. Rồi ăn cơm xong rồi uống. Con uống hết cái tô đó là con no luôn đó. Ôi ôi, canh cà chua, luộc rau muống, canh cà chua. Luộc rau muống rồi bỏ cà chua vô, bỏ miếng muối vô mà nó ngon. Uống nó mát nữa. Mùa nóng này uống vậy được. Ăn cơm cho con nha. Rồi mời cả nhà nha. Đây rau muống luộc. Mình chấm với lại mắm tôm. Cái chín. Con làm gì trốn dưới hoài tôi. Uống nước mà nó trốn vậy đó. Rồi hộp. Rồi cà pháo. Món quê hương. Hôm nay mình có chuẩn bị miếng bánh tráng. Sao nó dính rồi con? Ăn không? Đi gói. Cô bôi chai dừa. Chai dừa vẫn ngon cũng ngon vậy. Không. Đây. Hôm nay mình có đem mấy miếng bánh tráng ra nè. Mình bỏ mấy miếng cá này lên. Mình bỏ mấy miếng cá này lên trên này. Dạ dạ. Dạ bà và dạ sữa. Dạ dạ. Nó chi chi phải dạ bà. Bà bà là cái sổ mà không chi 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 lại. Trời ơi, bỏ không khí ra. Ép không khí ra nữa chứ. Học được ở đâu đây không biết nữa. Thấy chưa? Chấm. Đi chi xem phải dạ. Cái này là nhằm phải đẩy xe. Nhằm hơn chưa chưa. Nó hơn chưa là chỉ khám chỉ chơi thái đả. Hả? Nó hơn như là chân chơi chưa. Thì bữa ấy thái bữa thái thả. Sao chơi nhằm ý chí chơi ý chí chơi. Sao chơi nhằm chơi ý chí chơi. 把这两边香蕉都用起来咬不动推起来这样咬不动真的耶那我就打开一点点是呀你刚刚怎么拿了根急了刚刚怎么拿了好啦我们把这香蕉一样子打开开打给它按住了加压 手会黏黏的耶，手会黏黏的，我们就再加一张。càng dày càng ăn không nổi, trừ phi nó ướt, nó nhện đâu. À, là它湿湿的。không, dạo cho bên dạo cho con, được không? Bỏ nước vô nó chìm nhịp sao ăn, không có bỏ nước nha. Bậy bạ. Nhâm nhâm nhâm.
番茄糖有一家，这个是我也知道。 Mấy con tiêu xíu mà ở vậy. Để mình ăn. Là 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 哥哥哥，ngon quá mọi người ơi. Rau muống, cà pháo, sắn muống tôm thôi là ngon, ăn hết chén cơm luôn á. Thiên Lan Lan, Bạch Uyên Gia. Ăn cơm mà con. Mày đút miếng cơm. Ăn cơm no đi, con muốn làm gì con làm nha. Ăn cơm no đi, ăn cơm no xong rồi mới được làm việc. Ok, ăn cơm no đi nha. Không, bây giờ không được đi nghe. Ăn cơm no đi rồi làm. Cà chua dầm chấm mắm tôm ngon quá. Nhà
uống nước canh, nước canh cà chua. Uống nước canh cà chua. Ôi giá con uống đi. Chua chua. Chua chua ngọt ngọt. Món quê hương mình làm đơn giản như vậy mà ngon ghê. Ngon ngon. Con không ăn cơm, con không ngồi được ngọt. Cái cái. Chua chua ngọt ngọt. Thật dữ. Làm gì á? Hầu quấn. Hầu quấn giúp dẫn chi. Chà miếng. Không tôm đâu. Thôi mà đừng có làm trò đó nữa mà. Ổi nè. Con chẳng bao giờ. Chấm với lại muối ớt Tây Ninh. Nó có tổ chức của tổng người gì vậy? Một chút. Con chả chi chi bác sơ. Con chả chi chi bác sơ. Thôi ngồi đàng hoàng mà. Hả bác? Con chả bác sơ. Con chả bác sơ. Con chả xin hả? Chơi ăn hậu khanh không? Ổi mùa này cũng ngọt chứ lắm. Dưa hấu cũng ngọt. Trời đất ơi. Đây bữa cơm hôm nay mình đã chia sẻ tới các bạn rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết clip này nha. Từ từ thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh giúp mẹ con Vân nha. Và chia sẻ cho mọi người mình cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chào đi đăng ký kênh mình để biết đó. Các bạn mình thì vào. Chúng ta sẽ bye bye. Bye bye. Chào chiên. Oh, 你说。好好好。我讲了。哦，好，你换你讲啊。我讲过了。哦，那我讲什么？拜拜，拜拜。